Rồi, ok, thì đây sẽ là một cái video tiếp theo về chữa bài cho học viên trong khóa Photoshop. Thì đầu tiên về cơ bản tất cả những bố cục là mình làm cũng khá là ok rồi. Tuy nhiên anh sẽ nhận xét thêm một chút để cho nó được đẹp hơn nhé. Thì đầu tiên này, anh nhìn thấy cái phần này này. Cái phần này nó đang hơi bị rối nhá, đang hơi bị rối. Đây, nó rối bởi vì sao? Bởi vì cái nền của mình, cái nền những kẻ sọc sọc xuống xuống này, màu trắng này, đây, nó đang rõ quá, nên là nó sẽ lấn át cái thằng người này. Đấy, nó bị lấn át thằng người này, cái thằng người này nó không được bật ra khỏi cái nền nhá. Nhìn thì rất là rối. Ok, tiếp theo về cái phần chữ này, về cái phần chữ ở khu này, về các bố cục thì rất ok rồi nhá, về các bố cục thì rất ok, nhưng về cái phần chữ này nó đang hơi bị di díp vào nhau, thì em có thể hạ cả cái trọng tâm này xuống này. Có thể cho cái này bé này một chút, hạ nó xuống dưới một chút. Đấy, hạ xuống dưới một chút hoặc cho cái này bé thôi nhá. Hoặc một là cho cái này bé thôi. Hai là bỏ hẳn cái này đi, bỏ hẳn cái này theo chiều ngang đi. Em dựng nó theo chiều dọc cái này đi, chứ làm sao được, đúng không? Không dựng theo chiều ngang nữa. Thì cả một cái khoảng vùng đất này, cả một cái vùng đất này, em sẽ để cái nội dung chữ này cho anh. Để cái nội dung chữ này, thì nó sẽ, cái nội dung chữ của mình nó sẽ nhấn mạnh hơn, nó sẽ to hơn nhá. Như nhìn vậy nó rất bị di dít vào nhau này, phải di dít vào nhau và nó hơi rối. Tiếp theo là cái 100% free nhá. Em phải làm nổi bật hơn nữa cái 100% này. Bởi vì hiện tại tất cả các mảng miếng ở đây em đang màu trắng. Về cái hệ thống phân cấp của em, về cái tỷ lệ to và nhỏ là có rồi, nhưng về cái tỷ lệ về màu sắc, đúng không? Tỷ lệ màu sắc ở đây là gì? Tỷ lệ màu sắc ở đây đó nghĩa là màu sáng và màu tối, nổi hay là không nổi, đúng không? Thì em chưa làm được, bởi vì tất cả em đang màu trắng nên nó chưa nổi bật được cái phần màu sắc. Ở đây 100% free em phải cho nó nổi bật nữa, mạnh mẽ nữa, khỏe khoắn nữa, cho nó khối đi nhé. Nó sẽ giống như này. Đây, ví dụ nó giống, nó phải khối mạnh mẽ đi như này. Nhưng mà khối ở đây nó vẫn đang hơi mềm yếu nhé, vẫn đang hơi mềm yếu. Nhưng cái banner ở bên đây em thể hiện nó rất là khỏe khoắn, nó rất là nam tính. Nên là cái 100% này em phải, một là chọn một cái form chữ thể thao khỏe khoắn, mạnh mẽ, và tạo cho nó những cái khối thật sự phải khỏe khoắn, nó sẽ phải nổi bật lên ở trong cái nội dung chữ này, nổi nữa đi nhá. Rồi, ok, thì đây ví dụ như cái nước nền này này, đấy, ví dụ cái nền này, về cái cách quản lý layer này chưa được tốt lắm nhé. Đây nước nền đây, em chỉ cần cho cái này nó chìm xuống nền một chút là cái sản phẩm của em nó khác rồi, cái hình người nó sẽ nổi bật ra và nhìn nó sẽ rất là khỏe khoắn hơn nhá. Nó không bị tình trạng nó hơi bị rối chỗ này. Đây, hai cái nền này. Đúng không? Ok, hai cái này cho em cùng Ctrl E lại thành một. Chọn hai cái thì Ctrl E gộp lại thành một layer thì mình có vẻ dễ quản lý hơn không? Đúng không? Ở đây opacity em giảm xuống một chút này. Đấy, em nhìn thấy chưa? Khi mà mình giảm opacity một số một chút này, cái hình người này nó nổi bật lên. Đúng không? Nhìn nó rất là khỏe khoắn và cái mắt người nhìn họ cũng sẽ rất là dễ chịu. Đúng không? Nó không bị rối. Ở đây sẽ cho là 30% đi. Đấy, ok nhá. Rồi về cơ bản thì cái này cũng khá là đẹp. Những cái vùng, những cái mảng miếng polygon này cho nó để ở đây nó đang hơi bị rối. Một là cho nó blue đi một chút nhá, mờ đi một chút. Mềm mềm đi. Tiếp theo sang cái về poster dầu gội đầu. Thì cái dầu gội đầu này cái bố cục thì cũng khá ok. Tuy nhiên cái sản phẩm ở đây đang hơi bị to và anh không thích một cái sản phẩm như này, đang để hơi, một là hơi to, hai là nó đang chèn nét cái bố cục chữ bên trên. Đấy, nó chèn cái bố cục chữ bên trên này, nên là cái này này có thể một là em sẽ cho bé lại một chút, em cho xuống đây, cho vùng này nó hạ xuống một chút nhá. Và cái chữ này em đang sử dụng một cái font chữ nó hơi bị già thì em nên sử dụng những cái form chữ, một là em sẽ sử dụng những form chữ nữa không có chân, nhìn cái form chữ hơi quê quá nhé. Hai là em sẽ phải nhấn mạnh thêm nữa về cái chữ giữ tóc, chữ phục hồi này, sắp xếp lại về bố cục của chữ ở đây làm sao cho họ nhìn cho dễ, bởi vì nhìn ở đây đang rất là rối, bố cục đang loạn nhé, về phần chữ này. Ok, thì về cơ bản cũng khá là đẹp rồi nhé. Còn cái này là rất là tốt này, cái banner này rất là ok. Anh sẽ góp ý thêm một chút về cái banner này, cái phần bóng này, cái phần bóng ở dưới những cái sản phẩm này đấy, em làm vẫn chưa được đẹp, em phải làm thêm một cái bóng ở đây nữa, nó sẽ có một cái bóng
nó sẽ có một cái bóng đen rất là mạnh ở đây. Đấy, mình làm bóng mình phải tỉ mỉ. À, nếu muốn làm bóng đẹp ấy, thì em nên đi xem. Đi xem cái sản phẩm thật, nó để trên nền nó như thế nào. Đấy, nó phải có một cái bóng ở đây nữa này. Rồi, và filter blur cho mờ một chút. Đấy, nó phải như thế này. Đó, cái bóng nó phải có một bóng đen ở đây nữa. Cái này có thể cho giảm opacity một chút thôi. Đấy, ok. Đấy, nhìn nó không bị bay bổng nhá. Trước và sau này. Ok chưa? Cái này có thể để 60% đi. Đấy, nhá. Rồi, về cơ bản rất ok rồi. Hình thì cố gắng chọn những cái hình cắt cho nó nét, nó đẹp hơn một chút nữa. Cái hình nó đang hơi vỡ. Cái này rất là đẹp này, nhá. Ok, thì về cơ bản em cứ sửa lại đi. Rồi mình sẽ tối ưu làm sao cho nó đẹp nhất có thể trên những sản phẩm này. Mình sẽ không làm sang những cái sản phẩm khác khi mà những cái sản phẩm cũ của mình chưa hoàn thiện và chưa đẹp. Làm cái gì mình phải làm tới cùng. Ở đây, đây còn một cái nữa này. Thì cái này em đang có cái phần thừa ở đây, sao em không... Một là em cho một cái khung, cái nền khác vào đây. Hai là em không nên để những phần thừa ở đây, màu đen này, không nên để nó như thế này. Những cái phần thừa này nhé. Rồi, ok, sửa đi. Rồi anh sẽ có ý tối ưu làm sao tiếp cho nó được như ý muốn thì thôi.